nữa đi chị ơi, hai bước nữa, hai bước nữa, hai bước nữa. Vỡ đầu bây giờ. Xoay lệch hướng cái là mất hướng ngay. Thế thì một nam một nữ rồi, ông chưa à? Nữ trước hết mà. Mày ghét chị à? Sơn ơi Sơn, ghét chị sao buộc ác thế? Để tôi test thử này. Đấy, cái chân nha. Quay vòng này. Khó lắm, cái này khó lắm. Hết rồi cô. Tiếp theo là đội tư pháp nội vụ. Nhớ không không đánh tránh con này à? Vậy đấy. Chỉ đi vào không đánh vào. Cái bảo là chấm điểm mà gần chấm của mình được. Ở gần chấm thì mình được. Lại gần. Tội lệch không chưa không chính hà lắm đâu. Mày cứ hỏi tí để cô không được hạn chỗ. Kín. Anh nói chuẩn quá. Anh nói chuẩn quá. Anh nói chuẩn quá. quay vào đi. Quay vòng nhá. Nghe hiểu đấy. Bắt đầu. Quay một vòng nhấc dưới bên. Đứng lên nhấc khéo vào nhá. Sát vào tay vào. Quay lại từ đầu. Không được tác động vào. Quay lại từ đầu. Bắt đầu. Quay một vòng dưới bên phải. Không được sờ mọi người. Chưa. Mới được vào. Không được sờ mọi người. Một vòng. Sang phải ra, sang phải. Chứ mình chỉ một con nhiều vòng nữa mà đủ. Một vòng rồi đi rồi. Một vòng dưới bên trái. Chị cứ quay bên trái đi. Cô quay sang bên trái đi. Đang định hình. Thấy ai ở đằng sau quay tiếp đi. Quay tiếp đi. Quay đi. Chưa. Đi. 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 Đi.
may mắn rồi. Để tôi chúc ông may mắn rồi. Người đi cạnh nhiều quá, nhiều người vào quá. Đánh trúng trống còn được có. Phần văn hóa đi. Đúng không? Văn hóa điện số. Văn hóa một em. Văn hóa đâu? Thành đâu? Thành đâu con? Thiển đâu? Văn hóa một em. Đây ai ai một. Văn hóa một. Văn hóa một và tí văn hóa thi là chơi khó này không ai được giải rồi. Khó quá. Giải để lại ban tổ chức rồi. Môn này môn vui rồi, mọi năm chơi chỉ có tí. Được giải vậy chơi. Ừ, đấy, kiểu đấy. Gọi là gần đúng nhất. Chị chơi này không ai được giải thì buồn. Quay bên phải, một đồng rơi, bắt đầu. Bắt đầu phải, đâu mà phải. Em cứ trả lời chị chịu cá nữa. Lệch đạt rồi. Không phải rồi. Đấy. 2, 3 chuẩn đấy. Được rồi. Thẳng lên.
Bê chúng ra.